faltering it here, maybe dropping it at the actual finish line. So to give you some context, this is like how we're going to see how Ensta doing. They've played this map a couple of times, but it's never been that. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với map thi đấu thứ 3. Trận thi đấu giữa Ents và Astralis, và như vậy thì có vẻ như Ents là những người giành chiến thắng trong lượt thi đấu chém dao. Và bây giờ thì họ sẽ xuất phát ở bên phía sàn trước. Magus lên cho mình một mốc nữa, một lửa. Lạ là thằng thường Piston Magus là người lên bom. Thường thì Magus lên giáp thì bắn nhau như bây giờ. Một quả phát rất tốt đến từ Sunny, X7 có cho mình hai cái mặt. NC đang bắn tay là quá to khu middle này. Astralis mất đi hai người từ rất sớm. Vâng, round thi đấu này thì bên phía của team Ents thêm một lần nữa họ lại có cho mình một cái lợi thế ở trong round thi đấu đầu tiên. Và cả hai trận thi đấu trước thì đều là cơ hội dành cho Ents. Chỉ tiếc là map thi đấu đầu tiên họ không thắng được luôn thôi. Còn map thi đấu thứ hai là một trận đấu mà Astralis dẫn 14-9, xong rồi thua ngược với tỷ số là 16-14. Thật sự là chịu. Và bây giờ Astralis đang di chuyển rất đông ở khu vực nhà vệ sinh. Nếu mà di chuyển lên A thì sẽ là thảm họa, bởi vì NC có tận 3 người ở trên này. Còn vị trí của X7 ở khu vực long nữa, rất khó để check vào khi con Alu bết cho. Giờ thì các thành viên của bên phía team Astralis họ sẽ làm gì trong round thi đấu này đây? Đây sẽ là tình huống di chuyển lên khu vực bom xe A. Và đã có một người bắt đầu rồi. Alu là người bị headshot nhưng giờ thì Clover hạ gục được X7 trước khi mà Sunny kết thúc đi vị trí của Dupree. Khu vực A long đã có người yếu máu và lợi thế đang dành cho các thành viên của bên phía team S. Mọi thứ lại quay ngược trở về và tình huống 3v5. Đó là đo thắng dành cho bên phía của Astralis. Vâng, 1-0 rất dễ dàng. Và Astralis 3v5 bắn như không có chuyện gì xảy ra vậy. Vâng, SC từng người một lao ra bắn nhau và bắn cho Dũng như sung luôn. Không thể tin được. Vâng, mình sẽ refresh screen feed cho anh em. Chúng ta sẽ đến với cái tiếng động cách mượt mà nhất có thể. Và đây là round đấu thứ hai, Eco trắng tới từ bên phía của Ents rồi. Còn với Astralis, hai khẩu Mark 10, một UMP 45 và hai khẩu AK 47. Và sau tình huống giật vừa rồi thì không biết rằng tiếng có bị delay hay không, thì các bạn khán giả hãy báo cho chúng tôi ngay. Một quả flash rất hiệu đà nhưng không ai trắng cả. Hốt Eco tới từ bên phía của Astralis thôi, nhưng là những tình huống đổi hai. Tầm xa đang là Clayvor, Zipback cũng như là vị trí của Clayvor sẽ bách ngược trở về khu vực bom site B. Và tỷ số có vẻ như sẽ là 2-0 cho Astralis thôi. Vâng, nhưng mà đi hốt Eco thì Astralis cũng đã mất đến tận 3 súng. Thiệt hại quá lớn trong cái round thi đấu mà NC không có gì cả. Nhặt về được một khẩu AK trên người của X7 quá là lãi từ NC rồi. Và họ sẽ rất thoải mái để có thể full buy trong round thi đấu tiếp theo mà thôi. Chính xác là như vậy. Bây giờ thì bên phía của Astralis họ sẽ có cho mình một cái cơ hội tiếp theo để giành chiến thắng. Bên phía của team N có vẻ họ quyết định xếp cho mình khẩu AK này. Còn Mark 10 thì Sergey vẫn giữ lại một khẩu súng Mark 10 đây. Thực ra nó không quá quan trọng trong round thi đấu sau vì họ có thể lên ngay một khẩu M4 mà. Chủ yếu là Sergey vừa xếp lại quả sẽ là một round thi đấu full buy đến từ cả hai team. Không có off trên người của Alu. Alu vẫn có khi mà được X7 drop cho. Chúng ta xem lại những pha bắn rất tốt của X7 trong round thi đấu Eco trắng. Như vậy thì Alu vẫn sẽ có khẩu off trong round thi đấu này. Và khẩu off của Alu cần phải đạt cực kỳ nhiều tác dụng nếu như muốn ép các thành viên của bên phía team Astralis vào trong thế khó khăn và yếu cả tiền nữa cơ. Như vừa rồi thì khẩu off lại rơi đầu tiên. Alu đã đi hết con này. Off tại bề, vị trí của Sunny yếu máu và chỉ còn lại 16 HP mà thôi. Lợi thế hơn người dành cho các thành viên của bên phía team Astralis rồi. Bây giờ Sergey và vị trí của Divine đang bắn nhau. Và có vẻ như là Astralis họ
họ đang muốn chơi chậm lại để có thể tiến công được vào khu bom site B trong round thi đấu này. Ông Alu vừa lên được, thì Lam ra chết luôn. Còn Sunny với Sergey đã rất yếu rồi. Lợi thế rất nhiều rồi cho bên thế của Archelet. Nếu như họ đánh vào khu vực bom xe B thì sẽ là rất dễ dàng mà thôi, khi mà vị trí của Euro đang bách về khu vực bom xe A rồi. Sunny cũng bỏ B, như vậy là bom xe B của NC đã trống trải hoàn toàn. Nhưng mà Archelet lại đang di chuyển lên khu vực bom xe A. Chỉ lớn gặp nhau và như vậy thì NC sẽ đánh lô chúng. Vâng, sẽ là nổ con lô tô này mà thôi. Tôi đoán là như vậy nếu như Archelet quyết định di chuyển lên khu vực bom xe A. Khu vực bom xe A đang có người mà Dupree headshot được Ario trước khi phải nằm xuống bởi Sunny. Vẫn có lợi thế và vẫn có thể fake được tới từ bên phía của team Ends. Và trong round thi đấu này, Archelet rất khó đoán rằng đối phương đang di chuyển là đến 4 người trong A. Nhưng đang quắc dần về nối rồi. Và đây sẽ là tình huống vào B. Ôi kìa, quả lửa của Clayvor lại đốt được Sunny cơ. Xem súng tới từ bộ đôi của Enstoy và tỷ số sẽ là 3-0 dành cho bên phía của Archelet. Rất may đó chỉ là tình huống fake. Khi lao lên đầu lên khu vực bom xe sẽ là một thảm họa. Như vậy Sergey với A7 phải đi xếp cho mình những khẩu súng này. Tỷ số là 3-0 thôi, đi bắt súng rồi. A7 thì vẫn headshot được Divine. Bây giờ thì Archelet đang có xu hướng muốn giữ lại vị trí của mình vì họ không còn nhiều tiền để đi bắt súng nữa đâu. Fake trong fake. 3-0. Vậy rồi. X7 rồi nốt đi khẩu AK. Nhưng quan trọng là khẩu orb thì đã được Sergey giữ lại. Vẫn có orb dành cho Alu. Câu hỏi là Alu có tiếp tục chết chay hay không? Vẫn luôn luôn là một chủ đề nóng. Round sau thì khẩu orb vẫn sẽ xuất hiện. Alu còn đến 4 cơ, flat hơi sâu. Sergey vẫn bắt được vị trí của Clayvor. Sự lựa chọn của bên phía team Ants có lẽ là họ sẽ muốn hấp bài trong round thi đấu này. Ba không rồi và hấp bài tới từ Ants. Alu khẩu op này sẽ là key player. Một round thi đấu hấp bài. X7 không có giáp nhưng không sao cả. Có op trên người của Alu. Alu sáng. Một round thi đấu anti-hap bài đến từ Archelet và họ đang tụ tập rất đông ở khu vực outside Monster. Rồi trong khu vực Monster B chỉ có một mình vị trí X7 nằm ngay xuống dưới khẩu AK của Mark Xboy. Và bây giờ thì Monster B hoàn toàn clear. NC họ đã bắt bài sai trong cái round thi đấu này. Bốn người ở khu vực mid, còn Archelet thì đi hết ở khu vực Monster B. Giờ thì là một round thắng dễ dàng dành cho bên phía của Archelet. Tỷ số được nâng lên thành 4-0. Một khởi đầu thuận lợi của Archelet trong cái map thi đấu cuối cùng này. Họ đã để mất cái map thi đấu thứ hai, map thi đấu Inferno một cách cực kỳ đáng tiếc và khó hiểu. Rồi tôi nghĩ là họ sẽ không mắc lại cái sai lầm của chính mình nữa đâu. Và vừa rồi là một tình huống chỉnh điều hòa hơi tai nạn. Vừa nãy nóng quá nên mình có sang chỉnh điều hòa xuống còn 23 độ C. Nhưng không ngờ rằng là mình bấm luôn nhầm vào chỉnh sang chế độ nóng. Bảo sao từ nãy giờ tôi vừa khát vừa cảm thấy khó thở. Hóa ra anh Minh anh để chế độ điều hòa chế độ nóng ạ. Điều hòa hai chiều của tòa nhà. Thế là bấm vào nút giảm độ xuống 23 độ. Xong rồi tự nhiên vừa nãy vào check lại lại thấy anh đang chói chang. Tôi bảo sao mà lúc mà mới bước vào phòng thì mắt lịm mà giờ thì y như là một cái lò mổ vậy, nóng kinh lên được ấy. Rất may là anh Minh đã kịp chỉnh lại, không thì chết tôi. 4-0 rồi cho bên phía của Archelet rồi. Và bây giờ thì Ant sẽ có một round thi đấu full buy. Cái lượng tiền trên người của Archelet thì đang là rất nhiều. Cứ bảo là sao nhưng người khít khét. Và thật ra là vâng, chúng tôi còn đang bật đèn hỗ trợ sáng chat và những chiếc máy tính thì cũng đang bắt đầu nóng lên sau 12 tiếng livestream rồi. Thành ra nóng lại càng thêm nóng. Tôi cứ tưởng như là Hà Nội đã sang mùa hè, hóa ra là bật điều hòa chế độ nóng ạ. Liệu rằng cái trận thi đấu này có nóng giống như không khí ở trong phòng cát hay không? Bây giờ nó cũng đang bắt đầu mát hơn rồi. Nhưng mà Archelet mà không thể hiện được một phong độ tốt thì lòng một số
bạn trẻ đang xem stream sẽ trở nên cực kỳ là lạnh lẽo. Đây thì Alu với khâu off long ăn một quả flat không thể pick được người. Athlete họ đang đập đông bên đồ ở đây. Sergey bắn tay to hơn. Dù sao thì anh ta đã yếu máu và cần phải đổi mạng đến từ Dupri. Dupri làm cái gì vậy? Bắn lỗi skill. Sergey có được hai mạng khó quay là tốt. Sergey làm xuống 7 Clavel. 3v4 NC đang có rất nhiều lợi thế trong round thi đấu này. Vẫn còn khẩu off của Alu ở trên khu vực bom xe A. Thì làm sao mà Athlete có thể lên được? Bây giờ các thành viên của bên phía team Athlete họ đang không còn cho mình nhiều thời gian để vòng xuống B nữa. Đến đây sẽ là mặc quả smoke nhưng Clayvo thấy được X7. Một quả smoke one quay. Vâng, sẽ là trả bom vào bom xe A thôi. Trong bom 3 chỉ còn lại duy nhất vị trí của Alu và thêm những sự hỗ trợ nữa đã quay ngược trở về. Bây giờ thì băng qua smoke rồi, bắn là tốt, tới được Sunny, mang X-Point đổi mạng, 7 giây còn lại rồi. Và đây sẽ là 3 solo em 1v1, cầu kéo thời gian tới từ Alu, nhưng thời gian là kịp để cho Alu bắt đi vị trí của Mag X-Point. 8 HP còn lại, 1-4 rồi. Tôi đang thấy kịch bản của mang thứ 2 đang được lặp lại ở đây. Athlete cũng dẫn trước vài round thi đấu đầu tiên, sau đó thì NC lật ngược lại. Kết thúc first half khá là cân bằng. Tại cùng chờ xem là liệu Athlete có làm chúng ta phải thất vọng nữa hay không. Vẫn có thể full bài được bình thường. Và thậm chí là lượng súng ống còn nhiều hơn NC khi X7 đang phải chơi một khẩu MP9. Không có ai di chuyển ra khu vực middle. Liệu có phải là một tiếng rớt B không đây? Một tiếng tràn monster nhanh đến từ Athlete. Và trong khu vực bóng xoay B của NC đang là 4 người. Rookie đi đầu tiên phải nằm xuống, đi vai đổi mạng là nhanh. Vẫn là 4v4 nhưng lượng máu đang là không nhiều. Clavo nằm xuống và Divide cũng vậy. Sunny có mặt kịp thời, bây giờ đang là 2v3. Clavo cũng như là Zipex, mỗi người ở một nơi. Sergey đã móc Clavo thành công. Chỉ còn một mình Zipex cũng nằm xuống bởi Alu. Ý đồ đánh nhanh thắng nhanh của Athlete đã phá sản hoàn toàn. Hết tiền rồi và phải eco thôi. Round thắng thứ 3 đang đến dành cho bên phía của Ends. Round thi đấu thứ 7. Và lượng tiền của Athlete không còn nữa. Khó rồi. Athlete lại quyết định rút B. Đúng cái round thi đấu mà NC stack đến 4B. Hơi đen. Giờ thì sẽ là Alu với một tình huống muốn pick mid. Và di chuyển là nên cẩn thận bởi vì có người đã áp sát. Aerial đẩy ra shot bắt đi được Zipex. Sẽ là một round thi đấu hốt eco đơn giản của NC mà thôi. Alu ở khu middle thoải mái bắn nhau. Nhưng mà nằm xuống dưới cầu DE của Divine. Divine vào đấy bắn vào mồm của Alu. Rất may là bắn xuyên tường. Dù sao thì Alu cũng đã phải nằm xuống. Nên cẩn thận đến từ NC bởi vì Aerial đã yếu máu. Và chúng ta đều biết khả năng bắn đi cổ của Dupri là kinh khủng tởm đến như thế nào. 4-2. Và bây giờ thì Athlete, một round đấu mà họ không có tiền nhưng vẫn đang bắt được hai súng của đối phương. Trong khi đó thì Athlete có vẻ như họ đang muốn di chuyển lên gần hơn với bom xe A. Và đang có hai người trong A đẩy shot trong round thi đấu này. Dupri, nhiệm vụ của anh ấy đang là vào B để có thể tìm kiếm cho mình một cái mạng sống nào đó bên phía của team Ends. Nhưng bây giờ thì Divine đã bị áp dụng rồi. Dupri có vẻ như đã clear được khu bom site B, móc từ T-Base. X7 có thể làm được. Vâng, các thành viên của Athlete họ đang rất chậm rãi. Tất cả các vị trí trên map thi đấu của cả hai team đều đang cực khó đoán nha. Rồi thì bây giờ tôi đã thấy Clavel mang bom về khu vực bom xe B. Nhưng chắc chắn là Dupri đã nhìn thấy tình huống di chuyển của X7. Chúng ta cùng chờ xem, nghe thấy tiếng chạy đến từ Clavel rồi. Trên khu vực bom site còn đó là Aerial. Dupri bắt được X7. Mọi thứ vẫn đang còn ở phía trước dành cho cả hai team. Nhưng Clavel cần phải check ở vị trí của Aerial. Nhưng mà Sergey đã có mặt rất nhanh và thời gian là không đủ để Dupri có thể clutch. Và đó là round thắng thứ 3 dành cho bên phía NC. 3-4. Dupri có 2.700 tiền. Như vậy thì vẫn sẽ có thể lên giáp 2 cũng như là bom mìn trong round thi đấu sau. Với cái lượng tiền này thì cũng không khác gì là ra để cống mạng và sau đó được cộng tiền. Full buy thành công rồi. Và bây giờ thì sẽ là một kỳ round thua trong round thi đấu này. Thì 5 round đấu đầu tiên có lẽ sẽ dành cho bên phía của Ensker. Tại sao sắc gây 4.200 mà lại để cho X7 bắn một khẩu MP9? Mấy ông này lại dỗ nhau à? Tiết kiệm. Thì Sergey cái trận thi đấu trước còn 2.700 vẫn để lại mà không thể mua AK luôn. Nhưng có
rất là khó hiểu. Bây giờ thì Exit vẫn đang muốn áp sát lên khu vực middle. Phát để được người vô rồi nhưng đẩy ra liệu có gì hay không. Trên tay của level đang là một khẩu AK. Giao tranh rất nhiều và Alu bắt được Dupree ở khu vực connector. Bởi vì NC đã quyết định chiếm lead bằng được khi đẩy ra 3 người ở vị trí này. Rất khó để cho Anselix có thể di chuyển. Nhưng Magus đã ở dưới khu vực connector rồi. Đội hình của NC lùi lại và đó là một quyết định hợp lý. Lợi thế quá lớn. Liệu có dành cho các thành viên của NC một lần nữa hay không? Đây, nhưng Alu vừa có một tham minh bỏ ngắm off. Và map thi đấu của ngày thi đấu hôm nay đều là căng kèo. Bây giờ thì bên phía của Achilles, họ đang dồn đội hình của mình lên bom xe. A-Long cũng có người. Bây giờ thì có flash ném vào, A-Long sẽ tràn lên là nhanh thôi. Hai người đang kẹp trong bom. Và vị trí của Sơn này hết sơn được divide. Double kill cho Sơn đây rồi. Zipback là người đổi mạng nhưng ô tô thì vẫn có. X7 đang trốn. Và như vậy thì lộ ra vị trí của mình. Nhưng Sunny là người đổi mạng mang X-Boy. Và đó là thằng thứ tư dành cho bên phía của Enz. 5-4 có vẻ sẽ dành cho Enz thật ư. Achilles đã thua trong round thi đấu vừa rồi. Trận 4-0 để cho đối phương lên 5 round liền. Tôi đến chịu mấy cái ông sao đỏ này. À giờ thì X7 với khẩu MP9 rất thoải mái đi hốt Eco mà thôi. Đúng là kịch bản nó không khác gì cái map thiếu trước. Và Divide thì vẫn tiếp tục trông. Round thi đấu tiếp theo, hát bài rồi. Hát bài tới từ các thành viên của bên phía Astralis. Nhưng đây cũng sẽ là một round thi đấu rất vất vả. Astralis quyết định là đánh đơn giản hơn nhiều. Di chuyển 4 người ở khu vực short để đánh vào big short. Sẽ chỉ là một cặp đôi. Thắng điểm 4 Eco là rất nhanh. Hai mạng trước về nằm xuống bởi Dupree. Và đã có vị trí của Aerial cũng như là X7 back về kịp thời. Di chuyển ở bom xanh như thế nào đây? Zipback cắt về cho mình một khẩu AK. Cần phải tỏa sáng đến từ Clash Minister nếu như Astralis muốn thắng. Mà EC đã bắt 4 người ở khu bom xanh B rồi. 3 người ở nước như thế kia thì làm sao mà Astralis có thể vào được? Chúng ta cùng chờ xem quyết định của những người đặt mạch sẽ là như thế nào. Tôi đã thấy X7 nằm dưới tay của Zipback sớp cây. Bắn tay là to. Bắt được cái chiều Dupree rồi. 2v3. Lợi thế thuộc về EC vẫn đang là rất nhiều. NC đẩy ra là quá tốt, kết thúc round đấu với mạng dành cho trước Jay. Tỷ số là 5-4 rồi. Và trận đấu này thì NC họ vẫn đang có lợi thế dẫn trước. Bây giờ thì sẽ là full bài và một key round thắng 4-0. Và đối phương comeback. Không thể tin được. Sơ cây đang có map hiệu tốt, 12-3. Bên phía Atlas thì vẫn chưa có ai có thể gánh được kèo này cả. Các player đang bắn gọi là khá đều nhau, hay nói một cách khắc nghiệt hơn là thọt như nhau. Sẽ cùng chờ xem trong cái round thi đấu này. Và Achilles họ di chuyển rất đông người khu vực bóng CB. Bộ đội của EC cần phải cẩn thận. Nhảy nhót nhiều đích đẩy ư, làm cái gì vậy EC ơi? Đẩy trong cái round thi đấu full vai như vậy là không hợp lý đâu. Mất đi tận hai người rồi và săn đi. Bách về để cứu những người đồng đội của mình ư? Cẩn thận nha khi vị trí của anh đã bị lộ. Mà Gaze Boy cũng nên không nên giao tranh trong tình huống này. Vẫn là 3v4. Lợi thế bên phía của Achilles đang là nhiều. Bây giờ thì các thành viên của bên phía team Achilles đang bách ngược trở về. Nhưng mà Sergey hạ gục thành công đi vị trí của Dupree. Bom sai bề tạm thời thì đang yên bình. Thời gian còn rất nhiều để Achilles có thể lùi được. Nhưng chúng ta sẽ cùng xem với khoảng thời gian còn lại thì bên phía của team Achilles họ có thể mang về cho mình được round thắng tiếp theo hay không. Đội hình của NC đã bách về rồi. Họ không còn quyết định đẩy nữa. Khi mà tình huống đang là 3v3. Chỉ để lại vị trí của Alu solo A với một khẩu orb. Với gách nhảy check này thì Alu sẽ lấy được rất nhiều thông tin. Cần phải có những cái thông tin cực kỳ quan trọng dành cho các thành viên của bên phía team Achilles. Bắt đầu là di chuyển vào khu xe A rồi. Trong bom A đang có đó là khẩu orb của Alu. Nhưng Alu đang chủ động bắn lùi. Và những cái round fake vừa rồi thì Enz họ đã tỉnh táo hơn. Quay ngược trở với B khoảng thời gian là 14 giây cuối cùng. Vì Sunny có mình một mạng thì phải đánh được label. Và bom site B đã clear.
Thời gian là có để cho bộ đôi của bên phía Team Astralis đặt bom. Alu bắt được rồi. Alu có clutch được hay không? Nhưng đây là Clavo. Và Clavo sẽ là tuồng nhà khó chịu nhà. Sủi nhanh rồi. Vẫn còn lửa ở đây. Vâng, Alu cần phải có một tuồng gỡ luôn. Anh ấy có kit mà. Bây giờ thì gỡ tới từ vị trí của Alu rồi. Bằng lửa và thời gian không đủ để cho vị trí. Ơ kìa, lại bỏ fake. Alu lại bỏ fake rồi. Và đó là thắng thứ 5 của bên phía của Astralis. Tưởng như là Alu đã có thể giành chiến thắng cho đoạn thi đấu vừa rồi nếu như anh tiếp tục gỡ là thắng đấy. Nhưng mà lại bỏ giữa chừng ạ. Vậy là Clavo đã có thể clutch được thành công. Tôi đã tưởng rằng là vị trí Alu gỡ luôn rồi. Nhưng lại là một cuộc fake. Gỡ được nửa chặng thì nghe thấy tiếng tiếng chạm lửa. Tiếng chạm lửa của Clavo nên tưởng là Clavo lao vào luôn. Thì ông Alu cũng bỏ gỡ. Họ sẽ có một round đấu yếu tiền. Cả hai team có lẽ là cũng yếu tiền rồi. Thì sẽ là một key round dành cho cả hai bên. Bên nào thua sẽ phải half buy. Chính là Fox buy luôn. Vai cầm thủ off đẩy thẳng lên khu vực Bishop. Liệu có tạo được bất ngờ nào cho việc của NC hay không? Nhưng mà tôi đang thấy Vector đã đẩy ra. Magus có một bạn trước khi nằm xuống bởi Sergey. Vai thiếu máu rồi, tại sao lại thiếu máu đến kia? Sergey có một mình một cái double kill trước khi nằm xuống bởi Zipex. Aero đẩy ra shot là nhanh đấy. Zipex với Clavo phải xử lý một tướng 3v2. Nhưng mà Alu lại đẩy long. Yếu máu rồi, bây giờ Clavo cần phải đẩy lên nhanh hơn. Nhưng mà Alu vẫn bắn chết được Clavo. Tình huống đang là 1v3 với Clutch Minister. Một round đấu mà Zipex phải làm. Vừa có một cái fake khen ngợi vị trí của Zipex. Và anh ấy sẽ cần phải cảm ơn các đội ngũ của ESL bằng một pha Clutch 1v3. Sẽ cùng chờ đợi xem. Astralis thật khó để cho Zipex có thể làm được trong round thi đấu này. Nhất là khi vào vị trí của Xavier đã đẩy lên được Connector cũng như là Aero ngay sau lưng. Chắc chắn là round thứ này không có cơ hội cho Zipex đâu, bởi vì anh đã ta đã bị bao vây. Nếu như bắt được vị trí của Alu đi chăng nữa, đối phương cũng sẽ back về là rất nhanh. Alu có cho mình một cái double kill. Tỷ số đang là 5-6. Và bên phía của team Astralis yếu tiền trong round thi đấu này rồi. Và sẽ lại có một round thi đấu hát bài. Nếu như map thi đấu này Astralis họ để thua thì có lẽ khoảng thời gian từ nay về sau tôi cũng sẽ không ủng hộ cho Astralis nhiều hơn nữa. Mà đặc biệt Astralis là một trong những team có rất đông các bạn fan hâm mộ ở Việt Nam. Bây giờ thì bằng luôn qua smoke tới từ vị trí của Defy. Bây giờ thì đuổi bắt rồi. Và chạy việt dã tới từ cả hai team. Nhưng Astralis khả năng cao họ sẽ thua trong round thi đấu này vì cái khẩu súng nhỏ. Mà lâu lắm rồi tôi chưa thấy Astralis giành chiến thắng trong round thi đấu hạ bài. Đúng là như vậy, đúng như anh Minh nói. Rất lâu rồi Astralis không chiến thắng trong round thi đấu mà họ yếu tiền. Bởi vì thật ra khả năng bắn lục của Astralis thì ngoài Dupree ra thì tôi cũng không thấy ai là gương mặt sáng giá cả. Khi trên tay là những khẩu Deagle. Họ không phải Navi, họ không phải Face Clan. X7 đang có một góc nhảy chết khá đẹp ở khu vực Monster. Bên phía của Astralis, một trận thi đấu mà họ đã rất vất vả với chính cái tên Ant. Mặc dù Ant là một trong những team mà không hề có một cái phong độ tốt ở trong cái giải thi đấu này nữa cơ. Chúng ta sẽ chờ đợi nào. Giờ thì team Astralis đang bắt đầu bò vào khung bom xe A rồi. Dupree headshot được X7. Trong bom xe thì Ario đang phải cố gắng. Với đó là double kill. Triple kill. Liệu rằng có đến với vị trí của Ario hay không?
phải nhá, chờ đợi những người đồng đội. Dupree hết sắc Ariel rồi. Sunny bắn lôi và các thành viên của bên phía Team Astralis mất thêm cả Claymore. Sunny có double kill và cuối cùng Sir J để về round thắng thứ 7 dành cho bên phía của Ants. Và đúng như tôi nói là bên phía Astralis trong những đoạn thi đấu Frostbite thì Dupree gần như là ngôi sao sáng nhất và anh ta đã chứng tỏ điều đó bằng một cái double kill. Nhưng mà như vậy là không đủ để Astralis có thể giành lợi thế trong round thi đấu vừa rồi. 5-7, Astralis đã phải sử dụng quyền Tactical Timeout thứ 2 trong cái trận đấu này. 5-7 rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái Tactical Timeout tới từ vị trí của team Astralis. 21 tháng 3, ngày hôm nay cũng là một ngày cực kỳ quan trọng đối với tôi. Mà bây giờ Astralis vẫn chưa cho tôi về. Tối ngày hôm nay thì lại là một... À, may quá, hôm nay không phải cắt giải PUBG nữa. Chiều ngày hôm nay hình như là Long phải cắt giải CSGO. Ờ, em cũng chưa biết đấy là giải gì. Một giải CSGO online được tổ chức bởi Viking. Vào buổi chiều ngày hôm nay cũng sẽ trên kênh 500 Rose. Và bây giờ thì 7 giờ sáng, Hoàng Long vẫn chưa được về đi ngủ. 2 giờ chiều lại lên để cắt tiếp. Hơi căng. Tôi hy vọng trận đấu này sẽ là một trận đấu bo 2, nhưng mà Astralis đang tấu hài là cực mạnh luôn. Thôi bây giờ quay trở lại với diễn biến của trận đấu round thứ 13. NC đã chiếm được quyền kiểm soát khu vực middle khi mà Astralis di chuyển đến 5 người ở ngoài khu vực outside B. Sẽ là sàn pháo B nhảy qua top là táo bạo. Và Magus với Dupree mỗi người có cho mình một mạng. Bouncer B hoàn toàn trống trải và giờ chúng bách kia lại khu vực tan đồ bắt đi được X7. Hai người còn lại bách về từ hộ Bouncer A. Không có cơ hội nào cả khi mà có một quả smoke heaven che đi tầm nhìn của Alu. Xếp súng thôi. Nên xếp súng trong round thi đấu này tới từ Ents. Và round thắng thứ 6 thì qua Astralis rồi. Sir J đã bị bắt lại bởi Divine và Alun. Hãy chạy đi và giữ lại cho mình khẩu op này. 6-7 và thêm một trận đấu căng kèo nữa tới từ cả hai team. Rất dễ dàng. Tỷ số bây giờ đang là 6-7 và round thi đấu tiếp theo thì cả hai team vẫn sẽ tiếp tục full bài. Một round thi đấu mà Astralis đã gây ra bất ngờ cho đội hình của bên phía NC. Rất bê. Không ai nghĩ rằng Astralis làm như vậy trong một round thi đấu full bye. Mà giống như một ai đó đã nói, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Phải làm thì mới có cái mà ăn, chứ không làm mà đòi có ăn thì ăn cái gì thì anh em đã biết rồi. Giờ thì Astralis phải tự thân vận động rồi, tự làm thì mới có cái mà ăn, chứ cứ dựa vào một cá nhân tỏa sáng thì đúng là không có cơ hội nào cả. Và Alu với khẩu ọp xếp được thì đang là cổng to nhất của bên phía NC. Giờ thì round đấu thứ 14 và tỷ số đang là 6-7 và đây sẽ là round thắng 7 dành cho bên phía của team Astralis thôi. Cùng chờ đợi xem nào. Bên phía team Ents, một cuộc bắt người là tốt cho khu bom sai B. Và còn đó là Zipek ở khu vực D-Long. Không hề có xuống nguy hiểm nào cả, nhưng Zipek cũng đã kịp làm hai và còn lại là 9 máu. Cuộc 2v2 này nếu như Magic đâm xuống thì khó cho bên phía của Astralis rồi. Chỉ là 9 máu thôi, có off trên người của Alu, có AK trên người của X7. Đây chỉ là một round thi đấu mà bên phía NC họ gần như là eco nhá. Chỉ có một mình Alu với Sunny là có giáp một mà thôi. À có giáp thì đúng hơn. Bây giờ thì Zip bách 9 máu vâng. Đúng như tôi vừa nói. Tôi xin lỗi anh em nhé. Tôi đã buột miệng nói là round thắng thứ 7 cho Astralis. Thua Eco ạ. Ông Divine, ông Magus, ông Dupree chả làm gì cả mà đòi thắng một round thi đấu Eco. Thì đúng là ăn gì chúng ta biết rồi. Bây giờ thì Zip bách đang phải sửa sai những người đồng đội của mình. Clubmaster 9 máu. Phát ở vị trí của Alu. X7 đang cần phải back về nhanh hơn để hỗ trợ cho người đồng đội của mình. Đặt bom là thành công đấy, nhưng mà sẽ thủ quả bom này như thế nào? Zipek 5 máu. Kit có trên người của Alu. Bây giờ thì Zipek sẽ vòng quanh Sokola. Và ở trong vị trí này, A-Shot nghe được tiếng rồi. Sẽ ngã cuộc tình. Và đó là round thắng thứ 8 dành cho bên phía của Ents. Và một round thi đấu Astralis thua Eco. Không thể tin được. Vào một đếm trăng sáng, mình rủ nhau đi dợt bí.
bị en ké nó bắn ối tình yêu tuyệt vời. 8-6 dành cho en ké trong round thi đấu Eco. Và bây giờ thì Astralis sẽ full bài, đây sẽ là round thi đấu cuối cùng của first half rồi. Ai khóc nỗi đau này, ai khóc thì đúng là Astralis nên tự về nhà mà khóc đi. Thua Eco thì đúng là cạn lời. Bây giờ thì sẽ làm round thi đấu vẫn có thể full bài được. Và đây sẽ là round thi đấu cuối rồi. Kịch bản đang rất giống cái map thi đấu trước. Khả năng cao thì sẽ là 8-7. Ừ, tôi đang gáy sớm cho Astralis vì tôi không muốn nhìn thấy một lợi thế khá lớn này cho NC khi bước vào lượt second half đâu. Rồi thì Astralis đang di chuyển đến 3 người ở khu vực Belong. Có một mình Alu ở khu vực nhà vệ sinh. Alu một mình của Mafia nhưng quả flash vừa rồi là không tốt. Mà cái bắn vào chân, Clayvo đã có mặt là nhanh lợi thế về người cho bên phía của Astralis. 5v4, sâm cây đang phải solo của Bosea chờ người đồng đội, đó là X7 back lên. Rồi thì Astralis di chuyển rất đông khu vực A long nhưng mà NC đã chiếm được khu vực B-Shot rồi. Như vậy thì hoàn toàn có cơ sở để NC có thể bắn 3 người của BOCB. Nhưng mà sâm cây bắt được Dupree bò vào chay với chúng tôi này. Vẫn có đó là tình huống 4v4 nhưng mà lượng máu của Magic Spoil là 16 HP mà thôi. Sunny đã đẩy được một vị trí cực kỳ quan trọng ở khu vực short rồi. Bom sai B tạm thời thì đã an toàn. Nhưng nếu như với cái tình huống di chuyển như thế này thì bên phía của team Astralis sẽ có đánh vào bom sai A hay không? Họ vẫn có thời gian để fake thêm một nhịp nữa. Một quả smoke ném trước tới từ Magix. Sẽ có lửa được trả vào khu bom sai B. Xin lỗi các bạn là sẽ có lửa được trả vào khu bom sai A. Và bây giờ thì bên phía của Astralis họ đang đẩy lên rồi. Sẽ là đánh vào A luôn. Liệu rằng NK họ có thể chống được cái bài di chuyển của Bosea đây? Vết là đẹp tới vị trí của X7. Bắt được Claymore rồi. Sunny làm một. Sergey cũng có luôn cái mạng của Magic Spoil. Mà chỉ là một mình Divide thôi. Một tình huống móc sau là tốt tới được vị trí của Sunny. 9-6 dành cho Ends. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong một phút. Quay trở lại với nhau ở lượt thiếu second half. You want it to be, prove it.
nghiêng về bên phía của Ants. Và Charlotte bắt đầu ở bên phía City side. Cái cảm giác ngày hôm nay thì Ants họ xuất phát ở bên phía, chính xác hơn là cái cả ngày hôm nay ấy, Ants họ bắn ở trong cái lượt thi đấu đầu tiên đều là dẫn với đối phương. Và giờ thì chúng ta sẽ đến với round thi đấu thứ 16. Đây sẽ là một round đấu mà Dupree được boost lên, bắn đến 4 tay tới các thành viên của bên kia team Achalit rồi. Ariel cùng với những người đồng đội của mình đang bị dồn rất đông ở khu connector. Trả lên A nhanh nhưng các thành viên của bên phía team Achalit họ sẽ sủi về A luôn trong tình thế này thôi. Achalit dường như cũng biết điều này, họ đang back về khu bóng xe A nhưng Clayvold đẩy là quá sớm. Sunny đã bắt lại vị trí này và bây giờ đang là 5v4. Divine phải cẩn thận ở khu vực A long. Headshot được Alu và lợi thế về người được cân bằng. Ariel cùng với Sunny không còn có, đó là quá là nhiều máu. Cùng với việc Zipac đã đẩy ra khu vực B shot thì Achalit đang rất thoải mái bắn 3A. Thật ra thì nếu mà bên phía của team Achalit giành chiến thắng trong round thi đấu này thì nó sẽ dễ thở hơn là rất nhiều ở bên phía City side. Nhưng có vẻ như là Ents họ đang có lợi thế là hơn người rồi, nhưng lượng máu trên người của Ents không còn nhiều nữa. Dupree đang di chuyển ở trên khu vực bomb site A. Ngày hôm nay Dupree đã sử dụng P2000 rồi. Vâng, giờ thì Dupree bắn P2000 là toàn trượt nhưng vẫn kết thúc được Ariel yêu máu. Phật chạy có double kill. 1v3 tới từ Clutch Minister. Và bây giờ thì X7 không có giáp. Liệu rằng vị trí của Zip có thể làm được hay không? Bỏ qua smoke luôn. Mình bước qua đời nhau để làm nhau đâu. Và bây giờ thì Zipac vẫn chưa hề có mạng. Bây giờ thì spam là tốt. 1v2, kit là không có. Zipac cần phải nhanh hơn. Vẫn còn rất nhiều cơ hội dành cho vị trí của Zipac. Biết rằng đối phương đang ở đâu, nhưng ở ngay sau thùng bom là vị trí của Sergey. Triple kill 16 dành cho thành viên của bên phía team Ents. Sergey tăng vào sai và làm cho mình 3 mạng. Khó dành cho Achalit rồi. Tỷ số được nâng lên thành 6-10 để thua trong round thi đấu Pistol là một bất lợi rất lớn đấy cho những người đàn mày. Chúng ta cùng xem lại những pha có quay trong side là cực tốt đến từ Sergey. Một map thi đấu mà anh ta đang bắn quá tốt, 21/7. Rồi thì Achilles quyết định Frostbite. Trời lớn luôn ạ, Ariel vừa bị bắn yếu. Khẩu scout trên tay của Divine cho Zipac cần phải lên tiếng. Rồi thì các thành viên của bên phía team Achalis họ boss bài trong round thi đấu này. Ép lên rất nhanh, Dupree có cho mình mạng của Ariel. Và một khẩu mắc 10 trông rất đẹp của Alu. Khẩu mắc 10 này là sticker hay là skin nữa nhở, trông lạ hoắc này. Vâng, khẩu... Đấy là anh biết tên là gì không? Mark 10 Curse à. Một khẩu cũng khá là lâu đời rồi mà nhìn rất là đẹp luôn. Mark 10 thật ra có rất nhiều skin đẹp. À, chẳng qua là người ta chơi ít nên là mình không biết nhiều thôi. Bây giờ thì bên phía của team Achalit họ có lợi thế vào thi đấu này và Magix thậm chí cũng hết sót luôn cả vị trí của Sergey. Sunny đang back trở về. Round thắng thứ 7 đang đến rất gần với bên phía của Achalit và thậm chí nó cả round thắng thứ 8 nữa cơ khi mà các thành viên của bên phía team Ents họ đang yếu tiền trong round thi đấu này. Di chuyển được vào khu bom side B nhưng Achalit đang có đến 2 người trong bom side B. Bom side A cũng đã đẩy lên được rất sâu. Divine hỗ trợ cho người đồng đội của mình và có vẻ như hai khẩu scout đều đến từ khung Haven. Divine vẫn đang được cài lại ở vị trí đó. Sunny headshot được Magic Boy thành công. Sunny có cho mình cái mạng của Zipac rồi và tình huống đưa về là 2v2. 35 giây còn lại, Divine bắt được Alu rồi. Một tình huống đặt bom hơi hớ hình và giờ thì Divine đang chủ động purify. Clayvold cũng đang bắt về. Lượng máu của Sunny không còn nhiều nữa và đó là round thắng thứ 7 dành cho biệt phía của Achalis. Vâng và bây giờ đến lượt SC thua Foxby. Cái gì đang diễn ra vậy hả trời? Sunny đã rất cố gắng có cho mình hai mạng như vậy là không đủ. Vâng, ôi thật bất ngờ. Achilles đã giành chiến thắng trong một round thi đấu Foxby và giờ thì lợi thế đang đảo chiều khi đến lượt NC về Foxby. Giờ thì 7-10 bài luôn. Chúng tôi không nói nhiều. Này thì các thành viên của Ents không thể sợ Achilles nữa rồi. Không, thật ra là bắt buộc phải Frostbite vì vừa bị reset tiền. Cái kết là không đẹp tí nào. Hai khẩu scout của Achilles đã lên tiếng. Và giờ thì Clayvold còn loot về được một khẩu AK. Cần phải tận dụng được cái lợi thế này. Nếu Achilles không muốn trận đấu đi quá xa, thì đi lòng là nhanh. Clayvold bật đinh kìa. Zipac đã có mạng rất nhanh và Magix cũng vậy. Một quả nết giữa mặt Clayvold luôn.
nhưng tình huống vẫn đang là 2v3. Alu bị bắn yếu bởi cầu cao trên tay của Divine. Còn một mình Alu thì cũng không có cơ hội nào cả. Và đó là round thắng thứ 8 dành cho bên phía của Archelet. Tỷ số là 8-10. Và cái lượng tiền trong round thi đấu tiếp theo này thì bên phía của Ends họ vẫn eco rất nhiều từ các thành viên của bên phía team Ends, nhưng để rồi lại khiến cho Archelet có thể lên được 9 round đấu. Archelet liệu trận thi đấu này họ có thể giành chiến thắng hay không đây? Chiến thắng hay không thì chưa biết, nhưng mà có vẻ cho hai team đang cố cắt díu nhau lên con số 11. Một con số tâm linh ở đây. Divine vừa headshot được Alu. Aerial bắn qua smoke vỡ đầu Divine và Nupi có mặt kịp thời. Quả bom đã rơi, bắn chọc đầu với những khẩu Glock là không có lợi thế một chút nào cả. Magus cần phải back nhanh hơn, cầu thẳng quá nét vào vị trí của Aerial. Bây giờ Sunny cùng với Sarkay, hai khẩu Glock sẽ là rất khó khăn và không có cơ hội nào cả. Trao thắng thứ 9 dành cho biệt phía của Archelet. 9-10 rồi. Bây giờ thì team End sẽ full bài. Và bên phía của Archelet ngày hôm nay đã đưa cho người xem cảm xúc từ vui sướng đến buồn bã và rồi thì là căng thẳng. Chỉ còn một round đấu nữa thôi thì Archelet họ có thể gỡ hòa được. Và với Ends, đây là một key round. Thua round thi đấu này, Archelet sẽ có cho mình cái lợi thế chạm với round thi đấu thứ 11. Divine đã có cho mình khẩu ỏ với khu bom say A, bắn 3B và 2A đến từ các thành viên bên phía team Archelet. Chủ động chiếm cho mình khu vực A long. Rất may mắn là Ends họ đã có pha lui về. Bây giờ thì khẩu ỏ của Archelet đó là Divine sẽ thoải mái kê lại khu vực A long. Không có một ai đứng hỗ trợ cho anh ấy ở shot cả, mà chỉ có Dupree ở trong connector mà thôi. Có vẻ Dupree sẽ bị đinh trong tình huống di chuyển này. Nhưng bây giờ thì các thành viên của bên phía Archelet họ đang bắt đầu thiên chuyển công tác dần rồi. Đội hình đẹp hơn rất nhiều đến từ Archelet khi khẩu orb của Divine sẽ quán xuyến khu vực A long cũng như là khu vực nhà vệ sinh và để cho Dupree thoải mái bắn connector. Và Archelet đang stack đến 3B, như vậy sẽ rất dễ dàng nếu như NC đánh vào khu vực monster. Chúng ta hãy cùng chờ xe nào quả nết trả ra là khá chuẩn. Sunny đã yếu máu khi còn chưa nhìn thấy địch. Clavel vẫn đang giữ được vị trí toxic. Bây giờ bắn đến 4B từ Archelet, lối đi nào dành cho NC đây. Clavel đốt chết được Aero và Dupree còn bắt lại được cái Sarkay. Nhưng không, Sarkay bắn tay to hơn. Divine đổi ra cần phải đổi mạng thành công. Nếu không thì sẽ khó khăn hơn dành cho bên phía của Archelet. Dù sao thì Sunny cũng đã yếu máu rồi. Sức dây thổi lửa và khẩu off của Divine thì vẫn kê lại rất trì. 25 giây, quả bom đang rơi. Và vị trí đã dài lại, Sunny đang yếu máu nên rất khó. Và đó là round thắng thứ 10 dành cho bên phía của Archelet. Ends round sau yếu tiền. Cuối cùng đã đẩy được NC vào thế yếu tiền. 7:28 sáng, vẫn còn đó là 1589 các bạn khán giả đang theo dõi trên kênh livestream 500 Bro Studio. Và có cả những bạn khán giả sau một đêm dài thì chúng ta đã quay trở lại với kênh YouTube của 500. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc mong anh em hãy like, share, chia sẻ, ủng hộ cho 500 Bros. Còn chiều ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ có một giải đấu nữa được diễn ra. Nhưng mà giải đấu này là giải đấu online của Việt Nam. Các player mix với nhau, bán nhau. Thông tin như thế nào cũng vừa đến buổi trưa. Chúng ta sẽ theo dõi những lượt trận thi đấu đó. Quay trở lại vào round thi đấu thứ 21. Bây giờ thì bên phía của team Ends họ có cho mình round thi đấu phát bài. Đẩy lên là rất nhanh rồi với Dupree headshot thành công điểm chiếc của Alu. Vâng, bây giờ thì ở trên bom side thì khẩu hỏng Divine vẫn còn lại đó. Nhưng đây là 21 cho đồng đội của mình. Liên tiếp là mạng sống cùng với các thành viên của bên phía team Archelet. 11-10. Rồi thì Archelet là người vươn lên dẫn trước. Cơ hội đã dần dần mở ra rồi. Không đen tối như lượt first half nữa. Họ cần phải tận dụng khi đây là một round thi đấu và NC full buy. Mà lượng tiền của NC là không nhiều nha. Mà nếu thua thì họ sẽ phải half buy. Còn bên phía Archelet, họ có thể thoải mái full buy thêm vài round đầu nữa. Giờ thì bên phía của Archelet, họ sẽ tiếp tục có một cái cơ hội giành chiến thắng trong map đấu này khi mà đối phương Ends đang có một round đấu full bài hoàn toàn. Chỉ cần một round thi đấu nữa thôi thì Ends có thể gỡ hòa, mặc dù họ là những người dẫn trước ở lượt thi đấu second half với tỷ số là 9-6. Bây giờ thì Archelet
họ nên cẩn trọng ở khu bom sai B nhiều hơn, khi toàn bộ đội hình của Ants gần như đang hết về khu bom sai B rồi. Với việc là NC họ bỏ khu vực connector thì sẽ có rất nhiều info cho vị trí của Dupree. Nhưng mà chắc chắn chỉ bắn 2B mà thôi. Label sấy chết được sơ cây trước khi đạp xuống bè Aerial. Magus ở khu vực Toxic đang là key player dành cho vị trí của Atelier. Một quả lửa đồi vào nhưng Magus vẫn kịp có mạng trước khi phải nằm xuống. 2v3, Dupree bay ra được vị trí của Alu rồi. Còn một mình Aerial với 31 máu trong khu vực bom sai B. Cái rất là khó khăn khi mà đã lộ vị trí. Lối đi nào? Lối đi nào cho Aerial đây? Một cái đầu của Zipek. Bom đang rơi. Một góc bom rơi mà có thể chặn được tới từ Aerial. Vẫn lên được bom CA nha. Vẫn chạy được lên được bom CA nha. 30 giây còn lại. Liệu rằng vị trí của Aerial quyết định đặt bom ngay rồi. Không có một tình huống lên A nào cả. Nhưng Divine cũng bách về A. Và sau đó thì lại phải quay ngược trở về với cục bom sai B. Sẽ là một tình huống bắn kẹp. Archelite, một người di chuyển ở B-Long. Có vẻ như thấy Aerial không thể làm được gì hơn nữa. 12-10 dành cho bên phía của Archelite rồi. Và lợi thế đang dần dần được nâng lên. Quan trọng đấu và Aerial đã làm 3, vẫn còn 2, vẫn có chắc phải làm 5 để NC thắng được. Và phần tiếp theo đang dành cho các thành viên của bên phía team Archelite. Và round thi đấu này, bên phía của team Ants, họ sẽ lên đồ như thế nào đây? Lần gần nhất mà NC giành chiến thắng trước Archelite trong một loạt thi đấu MOBA đã là từ tháng 5 năm 2020. Mát mẻ phết. Khá ổn. Khá mạnh. 12-10. Bên phía của team Ants có một tình huống rớt khu vực B shot nhanh, nhưng lửa trả vào là kịp thời. Run boost tới từ Magic Boy và người đồng đội của mình rồi, nhưng không có ai ở đây cả. Nhưng không có ai ở đây cả. Mạng dành cho Aerial nhưng double kill tới từ chủ Zipek. Triple kill là không có, và đó là mạng của Clayvor. X7 đổi 1. Và giờ thì Clayvor có double kill, chỉ còn lại một mình Alu thôi. Hơi bí bách trong tình huống đánh bom tới từ bên phía của team Archelite. Và tỷ số có vẻ như sẽ là 13-10. Một loạt thi đấu nhanh như điện xẹt. Chưa chi thì NC đã nằm xuống đến tận 4 người và một mình Alu với khẩu off thì sẽ là quá khó khăn. Chúng ta đã thấy được khá pha clutch của Alu, và chắc chắn là không phải lần này khi đối đầu với anh đó là Archelite và có bom thì đang rơi ở khu vực B-Shot. Có lẽ sẽ không còn một chút hy vọng nào cho Alu cả. Cuối thì bao giờ cũng là khó khăn. 13-10 cho bên phía của Archelite. Chúng ta cũng xem lại cuộc vào bom này. Khi mà Zipek bắn kèm chéo cho người đồng đội của mình là rất hay. Alu không có Red Bull. Trận này có vẻ Alu hơi yếu rồi. Sơ cây bắn đến 23 mạng vẫn không thể gánh được những cái đồng đội của mình. Khá là giống tình cảnh của Zipek trong map thi đấu trước. Rồi thì Divine có một góc kê là khá đẹp nhưng mà đã quyết định bỏ luôn, nhường lại middle cho bên phía của NC. Đẩy sang ngắm long sẽ là hợp lý hơn rất nhiều. 3 Deagle, 4 Deagle, 1 CZ75 phía của Archelite. Nếu như họ thắng trong round thi đấu này thì 14 round đấu nó sẽ khiến cho cái phần trăm thắng tổng 2-1 là cao. Không, chắc chắn là sẽ là thắng 2-1 rồi. Chắc chắn là. Vấn đề là team nào sẽ thắng thôi. Sẽ là một round thi đấu half bài đến từ NC. Có vẻ như là sẽ là một tình huống setup full bài bóng xoay A. Lượng smoke là có, cũng như flash là 4 quả. Thoải mái đây, có thể lên được boss A mà thôi. Nhưng Dupree đang có một góc kê gọi là khá đẹp. Kẹp với anh đó là Zipek thì rất khó để cho bên phía NC có thể xuyên thủng được.
round thi đấu này, bên phía của Ants phải làm một điều gì đó khi mà các thành viên của Achilles đang tụ tập rất đông cùng bom Saya. Along cũng có người set full bài ở đây rồi, Flash cả thêm ra tới từ vị trí quanh, nhưng ngay sau đó là trắng, không một ai set cả, bỏ người hợp lý rồi. Divine Headshot X7 và bộ đôi của bên phía team N đang phải gục ngã trong cục bom say A. Ariel chỉ còn lại một mình uống 1v3 này thôi. Tiếp tục Luffy và đổi bắt là nhanh rồi. Chọc gậy bánh xe đằng sau lưng tới từ Claypool, 14-10 nhưng về bên phía của Achilles. Kết quả của trận đấu này đang dần được an bài ư? Khi đây sẽ là cơ hội cuối cùng của NC. Chắc chắn là cuối cùng rồi, bởi vì nếu thua lượng tiền của họ sẽ là không nhiều và Achilles chạm đến con số 15. Vâng, ui dồi ôi, ông Clayvo đục chết được Aero qua cái tấm ván ạ, điều thật sự. Giờ sẽ là một round thi đấu full buy cuối cùng của NC. Vâng, thi đấu này bên phía của team Achilles họ có một round thi đấu mà cơ hội là rất cao, 15-10 ư? Nếu như là 15-10 thì đây là trận đấu đầu tiên dừng lại dưới 27 round. Sẽ là một bất ngờ khi mà NC không lên được quá số 10. Nhưng Zipex bắt chết được vị trí sân cây rồi. Lợi thế rất lớn để cho Athletic có thể kết thúc round thi đấu này. Chưa kể việc Sunny đã thành thương binh bệnh binh. Giờ thì khác gì là chấp một người đâu. Athletic đang nắm giữ quá nhiều lợi thế trong tay. Và chúng ta cùng chờ xem là hiệu còn đánh mất đi cái lợi thế này như trước đây họ đã từng làm trong map thi đấu thứ hai hay không. Map thi đấu trước cũng là 14-9 và sau đó là thua 16-10. Nhưng mà map đấu này hơi khó. Map này thì hơi khó khăn. Nhất là khi Ends lại bắn inside nữa. Bên phía của team Achilles, họ đang giữ một đội hình 3 người của bom site B. Bom A thì vẫn đang cố gắng nhảy check cho nhau. Vào rồi. X7 có mạng của Team Bank. Nhưng giờ thì mạng X-Boy bắn yếu luôn team đối phương. Hơi phân tâm một chút nhưng mà mạng X có đến qua ra kill trong khu bom site B. 15-10 thuộc về bên phía của Achilles rồi. Và round thi đấu này Ends bắt buộc phải bay. Liệu sẽ là GG của player khi NC đã yếu tiền rồi. Gex có cho mình 4 cái bạn trong khu bom CB. Tay là quá to. Lợi thế là nhãn tiền cho bên phía của Achilles. Rất khó để họ có thể đánh mất. Nhưng mà NC họ đã lên được cho mình cũng gọi là khá khá rifle khi có 4 khẩu Galil như là một khẩu AK. Hy vọng là vẫn còn, miễn là họ phải thi đấu tốt trong round thi đấu này. Thi đấu tốt trong round thi đấu này thì bên phía của team Achilles kết thúc với số 2. Device. Một tình huống xuyên táo và Device đã có double kill trong round thi đấu này rồi. Thì liệu có GG dành cho bên phía của Ends hay không khi mà Dupree cũng hết shot luôn cả Alu. Sunny níu kéo một chút hy vọng khi bắt được Device. Nhưng mà liệu như vậy có là đủ hay không? Cái tình huống đang là 4v2. Sunny lộ vị trí. Về phía của Achilles họ đang bắn cực kỳ an toàn và có vẻ như là một tín hiệu cho việc GG well play. Chúng ta hãy cùng chờ xem bộ đôi xử lý cuối cùng của bên phía NC, đó là Sunny cũng như là X7. Bom đang rơi một góc quá khó. Và bây giờ thì bên phía của team Achilles một tình huống mở cửa thôi. Sunny kết thúc rồi, 1v4. Đây là dấu chấm hết dành cho X7. Sao trận đấu này kết thúc ở đây, trừ khi X7 có một pha clutch 1v4 huyền thoại, nhưng mà không có đâu. Và chiến thắng chung cuộc thuộc về bên phía của Achilles với tỷ số 16-10 tại map thi đấu thứ 3, map thi đấu Overpass. 2-1 cho Achilles. Và như vậy thì end suýt chút nữa họ có cơ hội để mang về một cái chiến thắng trong loạt thi đấu BO3 này. Và như vậy thì chúng ta đã kết thúc những lượt trận thi đấu của ngày thi đấu 20 tháng 3 cũng như là dạng sáng 21 tháng 3. Và tối nay sẽ gặp lại anh em ở trong lượt trận thi đấu tiếp theo. 3 lượt trận thi đấu nữa. Còn ngay bây giờ thì có lẽ là xin phép anh em chúng ta sẽ nghỉ tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày hôm nay vào lúc 8 giờ 25 phút nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.